rồi cắm kim cương cho này kia. Rồi đây ta đi bật lại này, tao phải đổi nhiêu đấy. Rồi, ai nhanh nhanh thì ai đúng không? Kim cương đúng không? Rồi đây, xe bơm xăng tháo ra này, không có bơm luôn này. Đó, rồi, rồi dính lỗi 12 thì bơm xăng khỏi chạy và lường khỏi kiểm tra luôn đi. Dính lỗi kim cương rồi thì hai cái đó thì bỏ qua đi, nó không có hoạt động đâu. Xe đây bình thường này. Đó, rồi kiểm tra nào. Đây, cặp mát này. Đó. Rồi. Đấy, đo vào cái chân số nhiêu này đó. Cái chân này là chân đen sọc trắng này, không có điện này. Đây cái nguồn nơi bơm xăng thì có điện. À, có điện này. Có điện 12V này. Giắc kim phun không có này. Rồi, các kiểm tra bây giờ đi kiểm tra cái nguồn cấp cho cái kim phun nữa là xong rồi vậy thôi. À, không có điện này thì bây giờ mình đi kiểm tra để cấp nguồn cho nó nữa là được rồi. Ok. Nhanh còn là có gì đâu đúng không? Nhanh luôn. Rồi. Rồi lấy dây đi, lấy kéo đi, con ra kiểm tra cái đứt dây nào. Kéo. Ta đó đi.